để tăng foot traffic thì merchant sẽ tạo chương trình AirDrop để người dùng có thể nhận Mojo token khi mà họ đến cửa hàng. Thì để tạo thì mình sẽ nhấn vào nút tạo chương trình AirDrop. Mình sẽ chọn con beacon mà mình sẽ tạo và nhấn tiếp tục. Thì mình tên chương trình thì mình nhập, ví dụ mình sẽ nhập là Mojo. Mình sẽ nhập là Free Mojo. Rồi, số người nhận thì mình sẽ cho 5 người đến nhanh nhất và mỗi người nhận được 100 Mojo. Tần suất airdrop là mỗi lần một ngày. Thời gian airdrop là từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Còn thời gian bắt đầu và kết thúc mình sẽ cho từ ngay bây giờ cho đến ngày 2 tháng 8. Chọn thứ tự trong tuần thì mình có thể cho nó hiển thị ngày nào nhận airdrop và ngày nào không nhận. Bấm áp dụng và bấm tiếp tục. Mình sẽ kiểm tra thông tin một lần nữa và mình sẽ bấm tiếp tục. Nhập mã PIN. Rồi, như vậy là mình đã tạo chương trình thành công. Để xem lại cái chương trình AirDrop mình đã tạo thì mình vào xem toàn bộ và nó thể hiện ở đây.